Và như các bạn đã thấy, sự trở lại lần này của Nokia mới đúng như những gì người ta kỳ vọng. Một chiếc flagship mà có mức giá cực kỳ là tốt. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ về việc tại sao lại chúng ta nên mua cái chiếc Nokia 8 này. Đầu tiên phải nói về giá cái đã. Con này bán là 12.990, đặt trước thì sẽ là 10.990. Đấy nghĩa là xét trong tầm tiền là nó ngang ngửa với chiếc Mi 6, nhưng mà thương hiệu thì chắc chắn là nó hơn rồi. Bên cạnh đấy thì nó có sự cấu hình rất là tốt so với mọi mấy ông lớn khác, Samsung các kiểu thì tầm trung hay là cận cao cấp cũng không bao giờ có được cái cấu hình đó là chip Snapdragon 835. Ta sẽ có 4GB RAM, màn hình của nó là 2K. Và đấy là cái điểm mà mình cho rằng là điều tiên vẫn luôn là tiền đâu. Phải là tiền mới quyết định là sản phẩm nó có đáng mua hay không, và Nokia 8 đã thỏa mãn là điều này của người tiêu dùng. Thứ hai là trên Nokia 8 đã mang lại những cái công nghệ mới và cao cấp mà người ta vẫn hy vọng. Không phải là chiếc Nokia 6, Nokia 6 là sản phẩm mà người ta tưởng rằng là những gì Nokia có thể làm được tốt nhất, nhưng không. Ở trên Nokia 8 ta sẽ có màn hình 2K và kích thước 5.3 inch. Nokia lựa chọn cái kích thước màn hình này tại vì là nó sẽ phù hợp với phần lớn được cái mọi tay của người sử dụng, không nhất thiết phải là lên màn hình 5.5 inch vì một số người sẽ cảm thấy hơi to. Và nếu các bạn còn nhớ thì nhiều năm trước Nokia và Zai là hai đối tác lâu dài của nhau. Đỉnh cao của sự hợp tác này đó chính là chiếc Lumia 1020 với camera 41 megapixel, và nhờ với sự hợp tác của Zai mà Nokia luôn luôn duy trì được vị thế số 1 về chất lượng của camera phone. Và lần này thì Nokia 8, sản phẩm smartphone chúng ta, tiếp tục được sử dụng ống kính của Zai. Đây có thể nói như một lời khẳng định về chất lượng cũng như là sự khác biệt so với phần lớn các nhà sản xuất smartphone ở trên thị trường. Và với một phần cứng tốt, bạn dễ dàng nhận ra được sự khác biệt từ độ chi tiết, độ trong về màu sắc, các thứ đem lại khi trải nghiệm trên camera của cái chiếc Nokia 8 này. Và đây là cụm camera kép đúng như những gì người ta cần, là phải có camera kép trong cái trào lưu hiện tại của năm 2017 này. Và camera của máy cũng sẽ là camera trắng đen, chứ không phải là camera sử dụng góc rộng hay là chúng ta sử dụng camera tập trung về để xóa phông. Thì đã trắng đen này thì cũng có hỗ trợ xóa phông, và chủ yếu nó xử lý bằng cái phần mềm ở trên máy. Một vài tấm mình có chụp thử ra thì chiếc Nokia 8 thì xóa phông của nó có thể nói là ổn, nhưng mà chưa thể sánh với những cái con mà trực tiếp để có thể xóa bằng hai ống kính hai tiêu cự khác nhau. Cái thứ ba là HMD đã cam kết là các sản phẩm Nokia ra mắt trong năm nay đều sẽ được lên phiên bản Android P. Tức nghĩa là Android O là phiên bản Android 8, nhưng nó sẽ còn được lên một phiên bản Android tiếp theo nữa. Đấy là cam kết cho mọi sản phẩm, còn chưa kể đây là flagship sẽ có thể còn được lên cao hơn. Và Nokia 8 là một trong những chiếc máy sử dụng giấy giao diện gần như là thuần Google. Nên mà trải nghiệm nó mượt mà nhanh, các bạn sẽ không cảm thấy độ trễ lag dập một cách thường xuyên giống như các máy Android bị tùy biến sâu. Và mình đánh giá hiện tại thì những trải nghiệm của chiếc Nokia 8 đem lại tương tự như là Pixel này, hay một số sản phẩm thuần Google như của Sony, là của HTC rất là tốt. Và cái thứ tư nữa là chiếc máy này rất là phù hợp với những bạn nào mà mong muốn làm video. Tại vì đây là một sản phẩm có tích hợp một cái công nghệ thu âm, đó là Nokia Ozo Audio. Công nghệ audio này sẽ cho phép ta thu được âm thanh vòm 360 độ. Và đặc biệt là những bạn nào mà muốn xem video này thì cũng có thể nghe được âm thanh 360 độ tương tự như thế luôn. Tức nghĩa là nó chỉ cần đầu thu vào từ Nokia 8, còn khi phát ra thì các bạn đeo tai nghe là được, không nhất thiết là phải sử dụng Nokia 8 thì mới nghe được cái hiệu ứng âm thanh như vậy. Ngoài ra các bạn còn có tính năng bút thi, chụp ảnh quay phim trước sau cùng lúc bằng chế độ camera kép. Các bạn sẽ có thể lựa chọn một cái menu ở đây. Và sau khi các bạn đã lựa chọn xong thì chúng ta sẽ có thể chuyển sang như là quay video livestream cùng lúc cả camera trước sau trên Facebook hoặc YouTube. Mình rất thích cái này vì sau này mình có thể livestream trên tay các cái sản phẩm mà các bạn vừa có thể nhìn thấy mặt mình mà cũng vừa có thể nhìn thấy sản phẩm, rất là tiện. Bên cạnh đấy chúng ta sẽ còn có thể chụp ảnh này. Và chất lượng của camera này thì do cả trước và sau đều tốt như nhau nên rất là hiệu quả. Nếu các smartphone khác cũng làm như này thì thường các hãng mà có camera trước kém hơn camera sau sẽ không đem lại một chất lượng của video hay bức ảnh một cách đồng đều. Và đối với lại Nokia 8 thì màn hình của nó có một cái điểm mà mình khi nãy bỏ sót chưa nói các bạn, đó về chất lượng. Độ sáng tối đa của sản phẩm này đạt lên đến là 700 nit và cũng như là nó có một mức màu đen rất là sâu. Màn hình của Nokia 8 cũng sẽ có đó là Nokia Glass, một tính năng sẽ hiển thị nhanh như cuộc gọi, tin nhắn cũng như là các cái thông báo nhỡ về dung lượng pin, về đồng hồ vân vân. Đây là một tính năng độc quyền mà đã từng xuất hiện trên rất nhiều các dòng sản phẩm smartphone trước đây của nhà sản xuất này. Và với sản phẩm này, mọi người sẽ có thể hiển thị với lại các cái màu sắc, hình ảnh, độ tương phản rất là cao, được trang GSM Arena đánh giá là một trong những màn hình IPS có cái độ sâu và có những khả năng hiển thị ngoài trời rất là xuất sắc, vượt trội so với phần còn lại và tương tự như khả năng hiển thị ngoài trời với những cái màn hình AMOLED cao cấp. Đó, và như vậy là mình chia sẻ với các bạn rõ ràng cái điều mà mình cho rằng là vẫn là mấu chốt và ấn tượng nhất, đó là mức giá của chiếc máy này đưa ra. Nếu như Nokia 6, Nokia 5 hay Nokia 3 chúng ta vẫn còn lấn cấn một chút gì đấy vì tầm trung là một phân khúc có quá nhiều đối thủ cạnh tranh. Nhưng Nokia 8 là một chiếc flagship, nhưng mà họ không muốn nói trực tiếp nó là một chiếc flagship. Nó chỉ là một mức giá ở phân khúc gọi là cận cao cấp như các hãng khác danh tiếng như là Samsung hay là kể cả là Sony. Nhưng nó lại mang cho mình những gì của những một chiếc máy cao cấp nhất.
Với chip 835 có 4 RAM, màn hình 2K siêu đẹp, có camera kép xóa phông chụp ảnh trắng đen và có tích hợp cả QuickTrack, và sản phẩm này thì đương nhiên là hàng chính hãng rồi chứ không phải là hàng sách tay. Và các bạn nghĩ sao với sự trở lại lần này một chiếc flagship đúng nghĩa, thì các bạn lựa chọn chiếc Nokia 8 hay không? Hãy comment chia sẻ bên dưới. Hẹn lại anh em trong một bài đánh giá chi tiết cũng như so sánh nó với các flagship khác mà mình đang lên kế hoạch.